sẽ mua hàng hay piano gấp nha mọi người. Đây đóng cửa lại với hàng nhìn cho đỡ ồn. Đây là cây đàn piano gấp, đây là hàng hot tiết năm 2022, giá của nó là 3,5 triệu. Mọi người mua sẽ ship tặng nhà và tặng giáo trình học đàn piano của thầy Organ. Đây giờ cái này ta sẽ cùng pull ra review. Đó, cái này là gọi là piano gấp có màu trắng và màu đen, giá là 3,5 triệu. Mọi người mua số lượng nhiều thì giá sẽ giảm hơn nha mọi người. Đây là chuyên cung cấp rất là phù hợp cho các bạn mà đi show. Đó, đi show band nhạc rất là tiện luôn. Chúng ta có thể chơi một cây như là mini control như này cũng được. Hoặc là chúng ta có thể để dài ra. Bây giờ nó ngắn nè đúng không? Đây bây giờ nói về hình ảnh đi. Nó ngắn nó chỉ có là tầm 60cm thôi. Đó, đây là phím. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ gấp nè. Đó, chúng ta sẽ gấp lại. Rất là hay luôn. Và chúng ta bây giờ nó dài nó thành 1m2 rồi mọi người. Đó, trên này thì nó có là cái phím. Em di chuyển máy cho nó linh động. Nó có một cái nút khóa để chúng ta có thể linh động. Đây, cái đàn piano xa xa đó thầy á. Cái đàn piano gấp màu đen rất là hay luôn nha. Đây đó. Bây giờ thì sẽ cắm điện vô, thì sẽ test cho mọi người thấy. Và mọi người thấy cái đàn piano này rất là tiện để chúng ta mang đi chơi ngoài show, hoặc là chúng ta có thể chơi ngắn gọn luyện đàn rất tiện. Và mẫu đàn này là đang cháy hàng rất là hot, mình có thể liên hệ đặt hàng nha qua số điện thoại nhạc cụ Hồ Gan 0973675251. Và giá thì rất là bình dân, rất phù hợp cho các bé thiếu nhi mang đi học đàn, mang đi dã ngoại đi chơi, và các bạn chơi ban nhạc hoặc là bất kỳ anh chị nào có nhu cầu tham khảo về cái đàn này. Đây mọi người có thể em quay ở đây thấy nhìn rất là đẹp luôn rồi. Ok, đây piano gấp siêu hay luôn nha mọi người. Bây giờ thì sẽ bắt đầu test âm thanh nha mọi người. Giá chỉ có 3,5 triệu thôi nha mọi người. Phím đàn cũng rất là ok và rất là nhẹ, rất là phù hợp. Đây mặt trên của nó đó rất là tốt luôn, và có chỉnh tông rồi luôn, có volume luôn nha mọi người, có metronome và có nút thu âm, có giá nhạc luôn đó, và có sách hướng dẫn, có pedal luôn nha mọi người. Rồi mọi thắc mắc mọi người có thể liên hệ qua nhạc cụ thì Hồ Gan, số điện thoại 0973675251. Xin chào mọi người.